Thưa quý vị, dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều lao động mất việc làm, trong đó có giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập. Mới đây, Chính phủ đã có quyết định số 24 về hỗ trợ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là tin vui những ngày cuối năm đối với nhiều giáo viên ngoài công lập. Được trở lại với công việc nuôi dạy trẻ sau gần một năm nghỉ do dịch COVID-19 là niềm vui lớn với những giáo viên tư thục như cô Trần Thị Mỹ Linh. Dù việc dạy học đã trở lại bình thường một thời gian khá lâu, nhưng kinh tế gia đình của cô Linh và nhiều cô giáo khác vẫn còn gặp không ít khó khăn. Vì lẽ đó, thông tin có thể nhận hỗ trợ trước Tết Nguyên Đán khiến các cô giáo hết sức phấn khởi. Thì tụi em là giáo viên ngoài công lập, thì trong thời gian Covid thì bọn em nghỉ việc thì hầu như là không lương. Và sau Covid thì nói chung là bọn em cũng có khó khăn cũng nhiều. Bọn em cũng giáo viên ngoài công lập thì cũng mong muốn là có một cái hướng dẫn để bọn em làm thủ tục nhanh chóng để mà nhận được cái hỗ trợ này trước Tết. Theo quyết định số 24 của Chính phủ, mức hỗ trợ là 3.700.000 đồng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương lần nào và 2.200.000 đồng đối với những người đã được hưởng chính sách hỗ trợ trước đó. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn để những giáo viên ngoài công lập vững tin hơn với nghề. Thì mình cũng rất là vui mừng vì nhà đảng và nhà nước chính quyền đã quan tâm tới đội ngũ của giáo viên ngoài công lập và làm cho các cô là có động lực hơn để yên tâm công tác. Và cũng trong cái dịp Tết này là mấy cô cũng rất là vui. Sau 2 năm liên tiếp bị tác động bởi dịch COVID-19, các trường mầm non tư thục đã nhiều lần phải tạm dừng hoạt động. Thời gian qua, nhiều chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương đã được triển khai để giúp các trường vượt qua giai đoạn khó khăn. Thủ tục nhanh gọn, hỗ trợ đúng đối tượng là mong mỏi của nhiều chủ cơ sở mầm non để giúp giáo viên có thêm nguồn thu nhập khi Tết đã cận kề. Vừa qua, theo nghị quyết số 8, thì trong trường cũng có một số cô là chưa nhận được cái gói đó. Đến nay thì nghị quyết 24 ra đời thì những số cô mà chưa nhận được cái gói nghị quyết số 8 thì nhận được cái gói nghị quyết 24 này là một tin vui, một tin rất là phấn khởi cho đội ngũ hiện tại đang công tác trong trường. Thì tôi cũng mong muốn rằng cái nghị quyết này ra đời thì về với sở, với phòng thì hãy triển khai những cái thông báo kịp thời đến với người nhà trường để nhà trường làm hồ sơ nhanh gấp rút để mà các giáo viên mà người lao động đó người ta nhận được cái khoản tiền này trước Tết để đảm bảo trang trải cuộc sống. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 24 của Chính phủ, đôn đốc các sở ban ngành địa phương nhanh chóng triển khai. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.